Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gã ăn mày tên là Đảng và trò chê nhà giàu châu Âu đói ăn, cho bẩn phía sau Hàn Quốc chỉ cần có 20 năm để phát triển Họ từ nước nông nghiệp lạc hậu, chen chân và được hàng ngũ những quốc gia phát triển Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì đổi mới đã 37 năm Nhưng đất nước thì vẫn lẹt đẹt trong bẫy thu nhập trung bình thấp từ mức trung bình thấp để có thể tiềm cận đến thu nhập trung bình cao đã là một ảo tưởng chứ đừng nói vượt qua nhóm này và đứng vào hàng ngũ những quốc gia tiến bộ. Khi đảng làm cho dân đói thì báo viết khẩu hiệu kiểu như thế. 20 năm phát triển là đủ để nền giáo dục cho ra một lò thế hệ mới, thay thế phần thế hệ cũ. Chính vì thế Hàn Quốc nắm bắt công nghệ rất tốt. Ngày nay thế giới không ai không biết đến Hyundai, Samsung, LG, Kia và rất nhiều những công ty lớn họ đã xây dựng. Họ đứng trên chính sức mạnh của đôi chân mình. Châu Âu là một châu lục có nền khoa học hàng đầu thế giới. Tuy sự chênh lệch giữa Đông Âu và Tây Âu rất lớn, nhưng các quốc gia Đông Âu cũng không đến mức nghèo mạt như Việt Nam. Thực tế, không có quốc gia châu Âu nào có nền kinh tế tệ hại như Việt Nam cả. Dù rằng vẫn còn những quốc gia độc tài, nhưng mức độ độc tài của họ không như Việt Nam, bởi toàn châu Âu đã rũ bỏ chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa kìm hãm sự phát triển mà lịch sử chưa từng có đã 37 năm đổi mới, những đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn cứ loanh quanh và lang thang tứ xứ để ăn mày các quốc gia khác trên thế giới. Nay đến quốc gia này xin giúp đỡ, mai lại đến quốc gia khác xin giúp đỡ. Nói thẳng ra là đảng Cộng sản ngửa bát ăn xin khắp nơi. Họ không biết nhục cho quốc gia, họ chỉ biết có tiền để xà xẻo là họ sẽ làm. Tiềm chất gây ảo giác cho toàn dân, đó là nghề của đảng. Vào năm 2015, bà Phạm Chi Lan nói rằng các chuyên gia ngân hàng thế giới nói đùa Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển. Nếu nói thẳng ra đó là câu nói thật thì sẽ động chạm nên bà Phạm Chi Lan đã dùng từ nói đùa. Sự thật Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển là nhận xét đúng 100%. Việc các quan chức bưng bát ăn mày khắp nơi trên thế giới từ năm này sang năm khác, từ nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác đã chứng minh điều đó. Nếu chịu phát triển thì đã sớm thoát kiếp ăn mày rồi, chứ đâu phải giữ mãi như vậy. 37 năm đã là quá dài. Mới đây một tờ báo của Đảng có đăng bài, tài chính bấp bênh, 38% người châu Âu không được ăn ba bữa một ngày. Tức là châu Âu cứ 100 người thì có 38 người thiếu ăn. Còn sự thật có phải thế hay không thì chắc chắn không cần chứng minh, bởi người Việt Nam định cư tại châu Âu rất đông, đủ để xác nhận điều đó châu Âu là vùng đất giàu có, chính quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sang đấy an mày từ năm này qua năm khác. Thật ra đây là cách mà ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí. Trong tình hình quan chức đầu đầu cũng thối nát, từ việc rút tiền của nhà nước đến cướp tiền của dân hoặc hỗ trợ cho thương gia chấn lột người dân tràn lan, khiến lòng dân chán ngán chế độ, lại thêm khả năng điều hành kinh tế yếu kém khiến dân vốn khốn khổ, lại càng thêm khốn khổ hơn thực tế là đảng chỉ biết tư túi phá hoại và cản trở dân phát triển chứ không hề xây dựng được gì cho đất nước đời sống người dân đang bị bẩn cùng hóa cho nên đảng cần làm gì đó để đánh lạc hướng mối quan tâm của người dân nhớ ấn đảng đất nước này không bao giờ thoát kiếp bẩn cùng việc viết báo nói người châu âu thiếu ăn là có mục đích đảng muốn gửi thông điệp đến người dân rằng ngay cả gã nhà giàu châu âu còn đói ăn nữa là để cho dân chấp nhận sự khốn khổ mà đảng đã gây ra trong nhiều năm qua tại đất nước Việt Nam. Không chỉ nói về châu Âu thiếu ăn, báo chí còn được chỉ đạo viết rằng người Mỹ cũng thiếu ăn bất chấp việc này có và hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt sống tại Mỹ. Họ hiểu nước Mỹ có nghèo như đảng nói hay không. Tất cả chỉ là cách tiềm chất gây ảo giác để cho dân quên đi hiện thực khốn khổ do đảng sinh ra cho họ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Gã ăn mày tiên đảng và trò chê nhà giàu châu Âu đói ăn, trò bẩn đằng sau là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin, so với Đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hồi nhưng cũng hôi được 12,5 tỷ đô la. Như chúng tôi đã chia sẻ trong nhiều bài trước đây, vấn đề của Vạn Thịnh Phát không chỉ nằm ở Vạn Thịnh Phát. Điều nguy hiểm cho nền kinh tế của đất nước này không phải là việc Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt bao nhiêu tiền, mà là tại sao một Vạn Thịnh Phát tồn tại, phát triển và lộng hành tới 30 năm mà không hề bị phát hiện đấy là lỗ thủng rất lớn trong quản lý của nhà nước. Tội này nghiêm trọng hơn tội của Trương Mỹ Lan rất nhiều. Đã có khủng long vạn thịnh phát chui được qua lỗ kim thì những khủng long khác cũng chui qua được. Vấn đề lớn nhất nằm ở Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải ở vạn thịnh phát. Bản chất tham lam của Đảng Cộng sản khiến con khủng long có thể chui qua lỗ kim. Ở Việt Nam chưa có ngân hàng nào phá sản, chỉ có ngân hàng bị buộc bán không đồng, rồi sau đó cho sát nhập với ngân hàng khác. Ngay cả ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan cũng là một ngân hàng được sát nhập từ ba ngân hàng khác, đó là ngân hàng thương mại cổ phần lệ nhất, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. Đây là một trong những cách tái cấu trúc ngân hàng do ngân hàng nhà nước đặt ra. Có những ngân hàng thì yếu kém bị ạ bán với ép giá không đồng cho ngân hàng khác. Nói đơn giản là ngân hàng nhà nước muốn những ngân hàng khỏe hơn, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh nốt các ngân hàng yếu kém. Và tất nhiên, ngân hàng lớn phải luôn gánh khoản nợ xấu của bên ngân hàng bị ép bán, hoặc họ ép các ngân hàng yếu hơn hợp nhất lại. SCB là sự hợp nhất của ba ngân hàng, và giờ đây chính SCB lại gây ra thiệt hại cho xã hội còn kinh khủng hơn ba ngân hàng trước khi hợp nhất. Có người nhận xét rằng phải chi cứ để cho những ngân hàng yếu kém phá sản để người dân có sự cẩn thận cần thiết. Còn việc cho hợp nhất nhiều ngân hàng yếu kém để che giấu sự yếu kém của họ thì chỉ là cách tạo vỏ bọc che đậy mà thôi. Dân không bị mất tiền sớm thì cũng bị mất tiền muộn. Giờ đây nạn nhân của SCB rất nhiều và họ không có khả năng thu hồi tiền gửi ngân hàng. Nhà nước quy định cổ đông lớn nhất của một tổ chức tiến dụng và người có liên quan không được sở hữu số cổ phần quá 5%, tại tổ chức tín dụng quy định này đã có từ nhiều năm qua nhưng bà trương mỹ lan thì vẫn thao túng được ngân hàng scb bà trương mỹ lan có thể dễ dàng lách luật nhằm tăng cổ phần để nắm quyền chi phối như nhờ người khác đứng tên hoặc lập nhiều công ty con cháu để mà đứng ra mua cổ phần có ông bà quan chức nào ngồi bàn về vấn đề chống thao túng ngân hàng mà không có tham hay không nếu giám, giám sát tốt thì việc phát hiện ra những vị đại gia lách luật này là không hề khó tuy nhiên chức năng giám sát của chính quyền đảng cộng sản việt nam gần như bị tê liệt nên con khủng long Phạm thịnh Phát mới chui lọt qua được lỗ kìm cả đoàn thanh tra đều bị trương mỹ lan mua chuộc và đây là điểm mấu chốt để con khủng long chui qua lỗ kìm bé xíu thử hỏi cái bộ máy chính quyền của cộng sản có ai mà không dễ dàng bị mua chuộc bởi tiền bạc đây bản chất của đảng cộng sản là tham lam của đảng là xây dựng những cơ chế thiếu minh bạch chính điều này đã tạo điều kiện cho quan chức tự tin hơn khi ăn bạo mà không sợ bị phát hiện và chắc chắn rằng trương mỹ lan đã mua được đoàn thanh tra thì những đại gia khác cũng mua được cho nên đôi mắt giám sát của chính quyền này gần như bị mù hoàn toàn hiện nay nhiều người đang họp bàn để tìm cách làm sao ngăn chặn hiện tượng thao túng ngân hàng như vọng vạn thịnh phát. Tuy nhiên, cái khó trong số họ có đủ sạch hay không, họ là quan chức và cũng như những quan chức khác đang khai thác những cơ chế thiếu minh bạch của chế độ để làm giàu cho bản thân. Vậy thì họ cứ việc bàn cho đến trăm năm sau cũng chẳng thực hiện được điều gì. Bà Nguyễn Thị Hồng đang để cho ngành ngân hàng nát bè nát bét từ Bắc đến Nam. Đất nước này đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam phá nát cái phá nát lớn nhất ở ngân tâm con người. Không những tự làm mù đôi mắt giám sát của họ mà họ còn chọc luôn mù đôi mắt toàn dân. Chính họ đã biến nhân dân thanh ga để họ lùa và nay đến lượt bọn gian thường cũng nhờ đó mà lùa gà kiếm chác. So với đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi mà thôi nhưng cũng hôi được đến 12,5 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm với bản tin So với đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi nhưng cũng hồi được 12,5 tỷ đô la Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa, Thành báo, chấm